40 năm theo nghề chất giảng được xuôi từ miền Tây ra vùng phía Bắc, mũi Cà Mau năm căn đầm trên Bạc Liêu Sóc Trăng Mỹ Xuyên Cần Thơ, qua miền cứ về vùng Kiên Giang Đồng Tháp Long An nghe mùi nước nổi cá tôm dập dìu đủ nốt vì như bò bay thẳng cánh nước tiếng miền Tây. Người nghệ sĩ cải lương nè, được khán giả yêu thương nè, trên khắp miền quê hương nè. 16 tuổi theo nghề đến nay đã trên 50, vượt qua biết bao gian lao khó khăn nè, có những đêm mưa gió bão bùng đòn không mát anh em đối lạnh. Nhưng mà lỡ đã yêu nghề rồi sao, lên sân khấu quên hết nỗi buồn đau, ta không muốn từ bỏ như con cáo từ bỏ trùng nho, nên nguyện cầu dẫn thân theo nghề cho đến trọn đời, mong tổ nghiệp ban lộc dùm cho, mong tổ nghiệp ban lộc dùm cho. Vui hôn tài cấu chào quan cấm gần xa đến chúc mừng đông quá là đông, dù cho đường xa gió hoa ngày gì lòng khi ân tình nghĩa hôm nay người ơi xin nhận lời lạy ân tình bằng cả gái nhà đi biết ơn chân à. Người nghệ sĩ khi ra sân khấu áo màu cắm đai giọng lòng uy nghi như một tiên thần rực sáng, làm chúa làm vua kẻ hầu người á một lời phản ra biết bao giảm tuế, nhưng khi bức màn nhung khép lại hết chúa tôi hết công hầu khanh tướng cởi lớp quấn son áo mạo xin nghi quay về thực tại chỉ riêng mình ta với bao nỗi lo toan đêm ngày trăn trở ước mong sao một mái ấm đơn sơ gia đình hạnh phúc trên đàn con ngoan hiền xinh xắn đó là niềm mơ của biết bao người nghệ sĩ ở trong nghề. Có được hôm nay là nhờ tình thương của người bổ đi lưu ra đồng, là nhờ sự trùng hợp trở ghé của người anh người chị, sự yêu thương chân thành của người bạn mấy lâu giờ đã thành sự thật, một căn nhà nhỏ xinh xinh cho vợ cho con. Cảm ơn tất cả những người có lòng nhân nghĩa tiếp sức cho tôi thực hiện ước mơ này. Vui hôm nay vui quá, ai cùng người thiệt tươi, lại thêm bánh bao nhiệt đồ áo xanh áo đỏ áo hồng như một ngàn cánh hoa đang trong chào mùa xuân. Riêng tôi xin chúc hôm nay mọi người gặp mai tung danh hoa bài buôn bán thì luôn có lời, lòng thành tâm chúc cho mọi người được bình an ấm no gia đình hạnh phúc. Ha ha đừng cười trên môi, công ty doanh nghiệp luôn luôn đắt hàng xuất khẩu gần xa, người làm gỗ thì luôn có gỗ để giao hàng đúng hẹn đề ra, anh xây dựng thì luôn trúng
thầu, những công trình hoành tráng uy nghi, công ty sắt thép thì luôn nhộn nhịp, xe ra vào vận chuyển gần xa, chi nhánh bao la khắp vùng đất nước, công ty cấp nước ở tỉnh Bình Dương luôn được người thương khách hàng khen ngợi. Anh chị bán vàng người mua tấp nập, như tết mùng 10 ngày vía thần tài, chỉ bán mỹ phẩm thì luôn xinh đẹp, nước da trắng nõn ai cũng thèm mua, dù bán online hay là ở chợ đều được mọi người đặt mua trái hàng. Chị năm anh bảy bán chợ đầu mối, làm ăn là phát tài tiền chứa đầy bao. Tiếng hát thanh cao là người nghệ sĩ, đi hát nhiều show kẻ mới người thương, được sự dấn dương của người mổ điệu, tiền thưởng thật nhiều hơn cả tiền show. Hai tay làm gì mà không ai chịu dỗ, hai tay làm gì mà không chịu dỗ. Cảm ơn tất cả những người anh, người trẻ, quý khách gần xa, những anh em đồng nghiệp đã đến đây chúc mừng. Mừng cho ngài Long Tân có ngôi nhà mới, ôi hạnh phúc ngập tràn bao tình cảm thân thương.